Ở chiếc mũ này mình sử dụng kim 4.5 mini len cotton. Các bạn bắt đầu cho mình bằng 11 mũi móc xích. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10, 11 mũi. Móc từ chân thứ hai tính từ mũi chân kim. Các bạn móc cho mình bằng mũi nửa kép. Ở những chân mũi tiếp các bạn cũng móc bằng mũi nửa kép. Mỗi chân mũi các bạn móc một mũi nửa kép. Mình được 10 mũi. Kết thúc một hàng để bắt đầu hàng mới các bạn, gây một mũi, sau đó xoay mặt. Các bạn hãy móc bình thường. Mỗi chân một mũi nửa kép. Ở cùng chân với hàng mà các bạn vừa gây một xích. Cùng với cái chân mũi mà các bạn vừa gây, các bạn móc cho mình một mũi nửa kép vào đó. Mũi thứ hai, chân thứ hai. Chân thứ ba, chân mũi thứ tư, chân mũi thứ năm, chân mũi thứ sáu, chân mũi thứ bảy, chân mũi thứ tám, chân mũi thứ chín, chân thứ mười. Kết thúc, các bạn gây một mũi, xoay mặt để bắt đầu móc hàng mới. Các bạn cũng móc tương tự, mỗi chân mũi các bạn móc một mũi nửa kép. Các bạn móc cho tới khi mình được một chiều dài vừa với vòng đầu của mình thì các bạn dừng lại. Ở đây mình đã móc vừa với vòng đầu của người lớn. Cái phần chiều này nếu như mà các bạn muốn to hơn thì các bạn sẽ móc thêm. Khi mà các bạn móc hàng móc xích, các bạn có thể móc 14 hoặc 15 mũi xích. Bây giờ mình sẽ tiến hành ráp hai phần đầu vào với nhau. Ở đây các bạn cũng có thể sử dụng kim khâu để khâu hoặc các bạn dùng kim móc để móc bằng mũi trượt. Các bạn lựa chọn cách nào dễ thì các bạn dùng. Khi mà các bạn khâu hai phần thì các bạn nhớ mình phải khâu thẳng các chân mũi với nhau.
Vậy là mình đã nấu xong. Các bạn sẽ dùng kim để mình giấu cái phần đầu thừa vào bên trong này nhé. Như vậy, sau đó các bạn cắt đi. Các bạn sẽ đếm, các bạn gập vào như thế này. Sau đó mình đếm. 1, 2, 3, 4. Các bạn đánh dấu vào. Tiếp tục ở phần bên này các bạn cũng đếm 1, 2, 3, 4 và mình đánh dấu ở đây. Bây giờ mình sẽ móc phần lưỡi chai. Phần lưỡi chai này các bạn có thể chập đôi sợi len hoặc các bạn móc một sợi đều được. Móc một mũi xích để giữ chân của cái đầu len. Sau đó cùng chân này, các bạn móc cho mình mũi nửa kép. Tiếp tục chân tiếp theo các bạn cũng móc cho mình mũi nửa kép. Lưu ý là khi mà móc các bạn giấu cái phần đầu thừa vào bên trong như thế này. Khi móc các bạn móc chồng luôn. Ở chân thứ ba các bạn móc cho mình hai mũi nửa kép vào cùng một chân. 1 2 Tiếp tục ở hai chân tiếp các bạn móc cho mình mỗi chân một mũi nửa kép. Chân thứ nhất. Chân thứ hai. Sau đó đến chân thứ ba các bạn lại móc cho mình hai mũi nửa kép vào cùng một chân. 1 2. Tiếp tục chân tiếp các bạn móc một mũi ở một chân mũi. Chân thứ hai cũng vậy. Đến chân thứ ba các bạn móc cho mình hai mũi nửa kép vào cùng một chân. Tiếp tục một mũi nửa kép ở một chân mũi. Chân thứ hai cũng một mũi. Chân thứ ba các bạn hãy móc cho mình hai mũi nửa kép vào cùng một chân. Tiếp tục hai chân tiếp các bạn móc mỗi chân một mũi. Đến chân thứ ba các bạn cũng móc hai mũi vào cùng một chân. Tiếp tục hai chân mũi mỗi chân một mũi nửa kép. Chân tiếp các bạn móc cho mình hai mũi vào cùng một chân. Hai chân tiếp theo các bạn móc mỗi chân một mũi nửa kép. Sau đó cái phần đánh dấu này các bạn móc vào đây cho mình một mũi trượt. Xong vòng đầu tiên của phần lưỡi chai. Để bắt đầu hàng mới các bạn gây cho mình một mũi, sau đó xoay mặt. Các bạn móc vào chân thứ hai bằng mũi nửa kép. Ở những chân kế tiếp các bạn cũng móc cho mình bằng mũi nửa kép. Các bạn chạy hết hàng cho mình.
mũi chân một mũi nửa kép. Các bạn móc bỏ mũi nửa kép cho tới cuối hàng. Mũi chân một mũi. Chân cuối này các bạn móc cho mình bằng một mũi trượt. Sau đó gây một xích và xoay mặt. Bỏ qua chân đầu tiên, móc chân thứ hai. Một mũi nửa kép. Chân tiếp các bạn cũng móc cho mình một mũi nửa kép. Sau đó các bạn lại móc hai mũi nửa kép vào cùng một chân. Tiếp tục hai chân mũi kế tiếp, mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi nửa kép. Chân thứ ba các bạn tăng. Tiếp tục hai chân các bạn móc bình thường, mỗi chân một mũi nửa kép. Chân thứ ba tăng mũi. Hai chân kế tiếp, mỗi chân một mũi. Chân thứ ba hai mũi. Hai chân kế tiếp, mỗi chân một mũi nửa kép. Hai mũi nửa kép vào cùng một chân, vào chân thứ ba. Lặp lại cho tới cuối hàng. Một, hai, chân thứ ba, hai mũi. Tiếp tục hai chân tiếp, các bạn móc mỗi chân một mũi. Sau đó các bạn ở đây các bạn sẽ móc vào những cái phần này để tạo cái vòng tròn ở cái phần lưỡi chai. Các bạn móc cho mình tiếp bằng mũi nửa kép. Sau đó các bạn lại móc cho mình một mũi trượt. Gây một mũi và xoay mặt. Phần này các bạn cũng bỏ qua một chân và móc từ chân thứ hai. Các bạn móc cho mình bằng mũi nửa kép, mỗi chân một mũi nửa kép. Các bạn móc bình thường, mũi chân một mũi nửa kép.
Ở phần này mình không tăng mũi nữa. Chân cuối cùng đây. Tiếp các bạn lại móc vào cái phần chân mũi ở hàng trước, mũi nửa kép. Sau đó các bạn móc mũi trượt. Tiếp tục gây một mũi xoay mặt, bỏ qua chân thứ nhất, móc từ chân thứ hai trở đi. Các bạn móc bằng mũi nửa kép. Hàng thứ năm các bạn cũng móc giống như hàng thứ tư. Các bạn móc bằng mũi nửa kép bình thường, mỗi chân một mũi. Nếu như muốn cái phần lưỡi này dài thì các bạn móc thêm 6, 7, 8 hàng tùy các bạn. Chân cuối cùng đấy nhá, các bạn lại móc sang cái hàng trước, các bạn lại móc vào đó một mũi nửa kép. Sau đó các bạn lại móc mũi trượt. Như vậy để mình tạo cái phần cụp. Gây một mũi và xoay mặt, các bạn lại móc tiếp hàng nữa. Bỏ qua một chân, móc từ chân thứ hai trở đi. Các bạn móc cho tới cuối hàng bằng mũi nửa kép. Ở đây mình móc 6 hàng phần lưỡi chai. Nếu như mà các bạn muốn rộng hơn thì các bạn móc thêm hàng. Các bạn móc cho mình mỗi chân một mũi nửa kép. Hàng
hàng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, các bạn móc giống nhau, không tăng mũi. Mình chỉ tăng mũi ở hàng thứ hai, hàng thứ nhất và hàng thứ hai của phần nữ trai. Hàng thứ nhất và hàng thứ ba là hai cái hàng mà mình tăng mũi. Tiếp tục, ở đây các bạn sẽ móc sang chân mũi ở hàng trước. Sau đó các bạn lại móc tiếp ở hàng trước nữa. Sau đó các bạn móc cho mình một mũi trượt tiếp và một mũi trượt trượt thứ hai. Như vậy mình đã hoàn thành. Nếu như mà các bạn muốn to thì các bạn móc thêm phần nữ trang này ra. Chúc các bạn thành công.